À, câu 2 này thì đề cho cũng khá là cơ bản. Và cái này thì anh cũng đề cập trong cái phần hướng dẫn ôn tập mà anh có chú ý cho các em rồi. Và trong trường này thì chúng ta giải giống như là trong đề thi giống như là chúng ta thi đại học ở hồi cấp 3 thôi. Và ở đây chúng ta tìm tập xác định của hàm số này, và hàm số này thì do là có hàm chứa len nên là tập xác định của nó là từ 0 đến vô cùng. Sau khi tìm tập xác định thì chúng ta sẽ tiến hành đạo hàm cái hàm này, và thì chúng ta thu được kết quả là 4x mà trừ 16 nhân với len x. Sau đó thì chúng ta cộng với cả 2 nhân x bình mà trừ 8x mà nhân với 1 trên x này, rồi trừ đi 2x và cộng 16. Và sau khi rút gọn thì cái kết quả chúng ta nhận được là sẽ là 4x trừ 16 nhân với len x mà cộng với cả trừ tiêu đi, chúng ta thu được 2x trừ 16 trừ 2x cộng 16. Và cái kết quả cuối cùng nó là 4x trừ đi 16 nhân với len x. Và ta cho f x bằng 0 thì ta giải sẽ ra được là hoặc là x bằng 4 hoặc là len x bằng 0. Hay nói khác là trong trường này ta thu được x bằng 4 hoặc là x bằng e hay bằng 1. Thì ta thấy ngay hai giá trị này đều nằm trong cái tập xác định. Bước tiếp theo chúng ta sẽ lập bảng biến thiên. Có bảng biến thiên. Ta lập bảng biến thiên. Thì trong bảng biến thiên nó cũng giống hồi hồi cấp 3. Thì chúng ta vẽ làm một bảng biến thiên đầy đủ x, f, x, cuối cùng là f. Thì chúng ta sẽ chỉ tiến hành cái phần mà từ 0 đến vô cùng thôi. Cái phần là từ chứa âm vô cùng đến 0 thì chúng ta sẽ không xét. Và khi này thì chúng ta có hai nghiệm là 1 và 4. Giá trị của f tại 1 và 4 nó bằng 0. Và chúng ta thấy ngay phần này sẽ mang dấu dương. Phần này thì lúc này nhỏ 4 nhưng mà len này thì vẫn dương nên nó sẽ mang dấu âm. Và phần này thì cả len và cả 4x trừ 16 đều mang dấu âm nên là tích của nó sẽ mang dấu dương. Chúng ta sẽ có một cái bảng biến thiên như thế này. Khi mà chúng ta thay giá trị 1 vào hàm số này thì chúng ta sẽ để tạm nó là giá trị f1 nếu chúng ta chưa tính cụ thể ra. Thì tiếp theo chúng ta thay 4 vào thì nó sẽ f của 4. Đến đây chúng ta đến cái bước kết luận. Thì chúng ta thử kết luận là vậy. Thì hàm số tăng trên khoảng ta thấy ngay nếu mang dấu dương thì nó tăng trên khoảng từ 0 đến 1 và 4 đến dương vô cùng. Còn hàm số này sẽ giảm trên khoảng cái khoảng mang f phẩy mang dấu âm, tức là khoảng từ 1 đến 4. Và tiếp theo chúng ta đi kết luận về cực trị. Thì ta thấy là x cực đại lúc này nó sẽ bằng 1 suy y cực đại, thì lúc này nó sẽ bằng f của 1. F của 1 chúng ta thay vào thì chúng ta sẽ thấy được giá trị của nó chính là 15. Thế còn tiếp theo là x cực tiểu nó bằng 4 suy y cực tiểu. Lúc này y cực tiểu lúc này nó sẽ bằng là f của 4. Và đây chúng ta thay f của 4 vào thì chúng ta thấy chúng ta thu được kết quả của nó là 2 nhân với cả 16 mà trừ đi 32 nhân với len của 4 và trừ đi 4 bình cộng 16 nhân 4. Và chúng ta tính toán ra kết quả cuối cùng.